Jennie tiết lộ mối quan hệ giữa các thành viên Blackpink. Mới đây, Jennie gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, ngay lập tức đã gây sốt và trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Tại đây, cô đã có những chia sẻ bên lề về mối quan hệ của các thành viên trong nhóm. Dù là lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình và bị đánh giá tiêu cực, nhưng màn trình diễn của Jennie trong The Idol vẫn vô cùng sôi động, nóng bỏng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại liên hoan phim Cannes, Jennie đã tiết lộ rằng các thành viên trong nhóm Blackpink đều rất yêu mến cô. Jennie cho biết thời điểm cô quay The Idol thực ra là lúc Blackpink đang quay MV cho album mới Bonpink nên ai nấy đều rất bận rộn. Các thành viên cũng đầy lo lắng khi thấy Jennie phải bay khắp nơi liên tục để thực hiện các cảnh quay. Vì thế, ngày nào họ cũng liên lạc, gọi điện cho cô, nhắn nhủ cô. Đảm bảo việc có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt dù hoạt động một mình ở những địa điểm khác nhau trong khi thực hiện bộ phim. Ngoài ra, với tư cách là chị cả trong nhóm, Jisoo cũng dành nhiều tình cảm cho các thành viên khác. Jennie tiết lộ rằng Jisoo đã đặc biệt gửi cho cô một số tin nhắn trong những ngày qua, nói với cô, em thật xinh đẹp, chị rất mừng cho em. Gia đình chúng ta thật tuyệt vời. Bốn thành viên đã trải qua rất nhiều kỷ niệm và chuyến đi cùng nhau, đã có một mối quan hệ tốt đẹp như ngày hôm nay. Mong rằng Blackpink sẽ trở nên thân thiết hơn trong tương lai và hãy cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm. Sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng Jennie đã có khoảng thời gian học tập tại New Zealand từ năm 8 đến 13 tuổi trước khi trở về Hàn Quốc. Cô ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Blackpink vào tháng 8 năm 2016. Tháng 11 năm 2018, Jennie ra mắt solo với đĩa đơn solo. Bài hát thành công về mặt thương mại trong nước và quốc tế, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Năm 2022, cô có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất trong phim truyền hình The Idol của kênh HBO với nghệ danh Jennie Rubizian. Tuy nhiên, bộ phim này nhận được phản ứng trái chiều từ phía khán giả.